Rồi, hello mọi người nghe. Hôm nay lại là mình đây. Mình tiếp tục chia sẻ bản ngọc mới của một vị tướng đấu sĩ Superman. Vị tướng này đánh rất là ok nha mọi người, rất là mạnh, rất là nó tích tỷ nội tại thì khi mà đầy thì quýnh rất là đam luôn. Thì là nói đầu tiên mọi người cho phép mình xin một like, một lượt đăng ký để mình có thêm nhiều động lực tạo ra thêm nhiều cái video bản ngọc mới nhất, mạnh nhất cho mọi người xem nha. Thì sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc. Thì bản ngọc của vị tướng Superman này nó sẽ có là công vật lý cộng 45, chi giáp là 100, còn tốc chạy là 10% nha. Thì bản ngọc của Superman này á, thì mọi người nếu mà có tướng Athu nè, tướng Lửa Bố, đặc biệt là tướng Chịu Dân thì chơi cái bản ngọc này thì rất là ok nha mọi người. Nếu Omen vẫn được luôn nha. Nhưng mà bản ngọc này á, là sẽ thích hợp nhất đối với Chịu Dân, nhưng mà Chịu Dân là dùng cho đi gần nha. Là bản ngọc này đã bảo đảm đánh mau bao phê luôn á. Rồi, để không làm mất thời gian của mọi người nữa, mình sẽ đi cụ thể vào bản ngọc luôn. Thì ở đối với 10 viên ngọc đỏ đó thì mọi người lên cho mình là công vật lý là cộng 2 và xuyên giáp là 3,6 nha, 10 viên ngọc đỏ luôn. Tiếp theo là 10 viên ngọc lục thì mọi người lên cho mình là công vật lý cộng 0,9 và xuyên giáp là 6,4 nha. Công vật lý cộng 0,9 và xuyên giáp là 6,4. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím thì mọi người lên cho mình là công vật lý cộng 1,6 và tốc chạy là 1% nha. Tốc chạy là 1%. Thì Superman này có hai cách lên ngọc mọi người ơi. Cái cách thứ nhất là mình đang lên cho mọi người là cái cách theo cái sát thương nha, đánh sát thương nha. Còn một cái bản ngọc nữa dành cho cái thủ phòng thủ nha mọi người. Thì bản ngọc kia thì nó sẽ giống với cái này là 10 viên ngọc lục. Nó đều công vật lý và xuyên giáp là 0,9 và xuyên giáp là 6,4 nha. Còn 10 viên ngọc tím Superman á, ở thủ á, thì nó sẽ lên cái phần là máu tối đa mọi người ơi. Máu. Còn cái 10 viên ngọc đỏ á, thì Superman sẽ lên là phần giáp và cái tốc đánh. Giáp và tốc đánh nha. Nó sẽ khác với mà cái Superman này mình lên phần sát thương. Nhưng mà khi chơi Superman á, thì mình lên ngọc này mọi người ơi. Lên ngọc kia thủ thì nó rất là yếu, vì chỉ để thủ thôi. Nhưng mà cái bản ngọc này vừa thủ lại vừa công thì nó rất là tốt nha mọi người. Rồi sau đây mình sẽ đi vào cái phần phù trang bị và phù hiệu nha. Thì mình sẽ đi vào phần đầu tiên, đó chính là trang bị. Thì trang bị của Superman đầu tiên, mọi người lên cho mình là chiếc giày kiên cường nha. Tiếp theo là cây thương xuyên phá. Và tiếp theo món thứ ba là cái giáp Gear nha. Cái này là để cho mình sống đỡ được các pháp sư nha. Và món thứ tư đó mình lên cái giáp hộ mệnh, giáp khổ, nó ghi mọi người nha, giáp khổ nha. Món thứ năm này là mình lên cái công là cái Infinite, mà mọi người không lên cái công, mọi người lên cái thủ, cái khương thức gì vẫn được nha mọi người, không sao hết nha. Tiếp theo là mình lên cái giáp hộ mệnh cuối cùng nha. Thì cái cách lên đồ này là cũng tùy trận đánh mà mình lên đồ nha. Một số trường hợp mà nếu là bạn một pháp sư mạnh quá thì phải lên chuyên cho nha mọi người. Rồi sau đây mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu luôn. Thì vào phù hiệu của vị tướng này á, thì mình sẽ chọn cái phòng ngự nha, chọn phòng ngự nha. Rồi để có được cái phòng ngự thì đầu tiên sẽ chọn cái viên đá đầu tiên, tiếp theo sẽ chọn viên đá thứ hai ở trên, và tiếp theo sẽ chọn cái viên đá ở trên hồi chiêu luôn. Và tiếp theo sẽ hiện ra hai cái là xiên và chí mạng, thì mình chọn xiên nha ở trên. Cuối cùng thể hiện ra ba cái phòng ngự là tăng CT và tăng CT, thì mình chọn cái trên cùng tăng CT nha. Rồi cái vị tướng này thì nó rất là mạnh ở đầu game, đánh thì bắt AD rất là tốt nha mọi người. Cái phần chia sẻ về video cái ngọc của vị tướng Superman tới đây là hết. Mình cảm ơn tất cả mọi người theo dõi nha. Mọi người ai chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký theo dõi các video mới nhất tốt nhất của mình nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.